Xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Sài Gòn bây giờ là khoảng 12 giờ hơn ngày 31 tháng 1 năm 2024 và ngày ở dưới là 21 tháng Chạp âm lịch, hay gọi là 21 Tết ha. Và hai ngày nữa là tới ngày đưa ông Táo về trời, rồi 24, 25, 27, nói chung là mấy ngày này qua lẹ lắm. Thời gian tổng cộng còn cũng gần có 10 ngày nữa. Chúng ta đón chào một năm mới theo cái Tết cổ truyền của dân tộc ha. Và trưa hôm nay thì mời anh chị và các bạn chúng ta xuất phát từ đường Nguyễn Thị Thập ở quận 7. Mình sẽ đi qua bên khu Phú Mỹ Hưng để cập nhật cái hình ảnh đường hoa ở Phú Mỹ Hưng ven Hồ Bán Nguyệt để xem ở đó như thế nào ha. Có lẽ cái Tết này thì nó sẽ rất là nhiều những khu chợ bông, nhưng mà những khu chợ bông mà Vô Lâm TV đã đi thì hầu như thấy đâu nó cũng leo que lưa thưa và rất là ít các gian hàng bán bông, mình cũng không biết vì sao nữa. Ngay đây là giao lộ ngã ba Tân Mỹ với lại Nguyễn Thị Thập. Để đi tới khu Hồ Bán Nguyệt thì mình sẽ quẹo phải con đường Tân Mỹ đi ha, đi ngang khu chợ Tân Mỹ. Hôm nay bầu trời xanh xanh, trời trong xanh, tương đối trong xanh, mấy bữa xám xịt rồi. Thời tiết về đêm thì hơi mát mát, lạnh lạnh. Nhưng mà qua cái Tết này thì chắc có lẽ là nóng cực độ. Bữa nay là ngày 21 mà hầu như ở các khu chợ thì chúng ta thấy nó cũng không có rộn ràng sắc xuân gì lắm. Ngay cả những cái hội chợ như hội chợ ở Cầu Muối, ở quận 4 thì cũng không có được xúc tiến, cũng không có được sâm tụ cho lắm. Không biết năm nay tình hình thấy ngộ ngộ ha. Việc buôn bán có lẽ nó không có được thuận tiện lắm, không có được đông đúc lắm. Đây là ngay khu chợ Tân Mỹ nè. Bữa nay là có lẽ 21 là sớm hả ta? Ta chưa có đem bông, đem cây đồ lên. Quẹo qua đây thử ha. Qua khu chợ này. Sẵn đi ngang đây thì đi cập nhật một vòng cái khu chợ để xem khung cảnh Tết nó như thế nào. Hầu như ngày thường và ngày Tết thì chúng ta thấy cũng không có gì khác biệt. Đây là tình hình phiên chợ những ngày trước Tết. Do bây giờ là cũng hơn 12 giờ nên là các gian hàng người ta cũng chuẩn bị nghỉ. Nhưng mà mình thấy thịt cá đồ cũng còn ê hề, cũng còn quá trời. Cái gì anh? Không. Rồi, rồi quay trở ra đi coi bông đi. Hình như những năm trước thì vào những thời điểm này thì cũng đã nhiều ha, nhiều các gian hàng bán bông ven đường rồi đó, nhưng mà sao năm nay thì thấy ít.
trong này bán giống như là ở Hải Thượng Lãng Ông nè, ngay góc đường Tân Mỹ nè. $100,000 một cành. Nguyên dãy này những năm trước là người ta bán bông bông thật có nhiều lắm ha. Nắng chói quá ta. Hai bên đường luôn, nhưng mà do đường hơi lớn nên ta không có lia hết bên kia được. Chút xíu nữa chúng ta về đi bên kia. Bên này người ta bán bông đào quá trời. Với lại mấy cây mai nhỏ nhỏ, cây tắc. Cái giá thuê cái vỉa hè ở đây chắc có lẽ cũng hơi là đắt á, nên thành ra người ta trừ háo cái chi phí. Nên mình tôi thấy bông bán mắc là một phần cũng là do chi phí cao. Chứ ai cũng muốn bán cho hết ha. Mà sao người ta không có để giá lên cái sản phẩm ha. Chắc có lẽ người ta muốn dừng lại hỏi cho có tương tác ha. Khi để giá xong người ta đi luôn, để giá đi luôn. Mà ví dụ như không để giá mà có người ghé hỏi thì giá không vừa phải, người ta cũng phải đi luôn thôi. Đó, qua bên này là khu Phú Mỹ Hưng nè. Qua ngã tư này là chúng ta sẽ quẹo phải qua khu Hồ Bán Nguyệt ha. Mấy nay Sài Gòn nắng quá trời nắng. Đó, buổi trưa đi ngoài đường là TUV rất là cao luôn á. Đi mà không mặc áo khoác là chịu không nổi luôn á. Áo khoác chống nắng á. Ở đây là con đường Nguyễn Lương Bằng, đi cuối đường chúng ta đi về Nhà Bè. Tại đây mình quẹo phải nha, không biết bên đây người ta làm cái đường bông lần tôi có vô quay được hay không. Cái video clip này giống như là hướng dẫn đường đi từ Nguyễn Thị Thập tới chợ Tân Mỹ, đi qua Phú Mỹ Hưng vậy đó, qua đường bông Phú Mỹ Hưng. Thế hôm nay thì biết chắc là các công trình chưa có hoàn thiện nè ha. Đi xem người ta làm tới đâu thôi, coi tình hình phố xá ở đây như thế nào. Tại đây sắp tới cũng có cái khu bán bông, bán kiển ở khu Phú Mỹ Hưng này mà. Ở đây thì chắc là cái giá thuê cái vỉa hè để bán bông ở đây chắc là cao, cao hơn ở các khu khác. Nên ra mua bông ở đây thì tôi nghĩ là cái chi phí nó cao nên ra giá nó sẽ cao hơn bình thường ở các khu khác.
người ta đang làm kìa. Đó, cũng là biểu tượng con rồng và những cái bao lì xì treo trên cây giăng đèn led rồi ha. Các tiểu cảnh con rồng làm cũng quy mô hoành tráng á. Đây người ta chặn lại rồi, mình không được vô nè. Rồi mình đi vòng qua bên khu bán bông bán kẽn thử. Rồi bên này là siêu thị Reason Mall nè. Ở bên đây đường phố thì rất là đẹp ha. Ở đây là khỏi nói à. Giờ đi vô siêu thị là mát mẻ luôn á. Rồi giờ mình chạy một vòng coi đây người ta trang trí sao. Không biết không khí Tết ở các khu anh chị và các bạn thì như thế nào ha. Còn ở Sài Gòn thì đâu đâu cũng rộn ràng, đâu đâu cũng dọn dẹp, trưng bày, tô điểm cho ngày Tết nó sinh động. Rồi giờ bữa ở khu này cũng là một khu bán bông bán kiển nè. Ở đây đang làm hội chợ. Rồi, nhưng mà chưa xong. Hầu như các sự kiện đều bắt đầu từ cỡ 23, 25 rồi đó. Đó mới hoạt động. Bữa nay mà là mới có 20, 21. Các sạp bông ở đây nè. Mà thấy trống lỏng nè, chỉ có bông giấy. Theo thông tin Blan TV được biết thì các nhà vườn năm nay họ cũng ngại lên Sài Gòn bán. Tại vì họ nói năm nay bán sợ bán chậm nên người ta ở dưới quê người ta bán cho thương lái nè, bán được nhiều bán thôi chứ lên Sài Gòn thì người ta sợ. Nhưng mà nhiều khi chính vì vậy thì ít người bán quá, bông nó sẽ hút mà bán được hơn ha. Ở đây chỉ có mới có vài gian hàng bông giấy thôi, còn lại là trống trơn nè. Đó, người ta che sạp, che treo đèn đồ sẵn nhưng mà chắc là chưa tới ngày hay sao. Đó, có một nhóm người ta làm nghề giao hàng sẵn nè. Đó, người ta thiết kế để chở bông chở chậu cho nó dễ nè. Ở bên này tôi thấy có cái chậu ớt đẹp quá. Hai bên luôn, hai bên đều trống trống. Tại vì khi mà chợ bắt đầu ồ ạt thì bên này đi quay không xuể, thành ra thôi mỗi chợ mình đi chút và chia sẻ khung cảnh không khí ngày Tết đến với tất cả của chú anh chị. Cây ớt này có trái dễ thương quá ha, như trái cà luôn á trời.
quá trời trái luôn. Đó, các loại bông, bông dừa, đủ loại hết ha. Chỗ này quầy hàng, chỗ này ớt không à. Bông màu gà nữa nè. Ở bên đây thì mua dễ, đặc biệt là ai đi xe hơi đó ha. Cứ chạy lại đây rồi xong cái lựa xong cái thảy lên xe chạy về luôn. Ở đây không có bị kẹt xe. Ở đây ngày mai. Này mát mẻo ha. Ở bên kia nữa nè, để mình làm TV chạy qua đường này mình một vòng lại. Ở phía trước là giao lộ Nguyễn Lương Bằng. Người ta bán xung quanh cái công viên này thôi. Không phải công viên nữa mà là cái khu đất trống. Chắc khu đất này để chuyên để làm sự kiện á. Này bông giấy nè. Bông giấy người ta làm rực rỡ ha, đủ sắc màu hết trơn. Đó, mai vàng. Điểm bán mai Tết, chuyên mua bán Mr. Bình. Đó, tới bông đào. Đó, cây này đào nở rực rỡ luôn nè. Cái đào lớn thiệt lớn luôn á. Mấy cái đào này mà mua về chơi một lần thì hơi uổng ha. Đây ta quẹo qua đây. Nắng quá mấy anh bán anh cũng rút vô trong mát ngồi luôn. Giờ này giờ ngủ trưa rồi. Đó, bông cúc nè. Đó, cúc đại đó nè, vàng ươm luôn ha. Bán ở đây không biết có nước tưới không? À chắc có quá, thấy có ống nước kìa. Ồ, cái chậu này đẹp quá nè, họ chậu bông hạnh phúc hay gì đó. Dạ, đi coi nè, coi. Công phu. Mấy cây bông đào là phải có xe cẩu á, người ta cẩu xuống mới được á. Cây mai lớn cũng vậy nữa, phải thuê xe cẩu nữa. Đó, chứ không phải là đơn giản ha. Ồ, đào lớn quá. Mày chắc cho thuê thời gian rồi lấy về dưỡng lại đó chứ. Cây đào bự quá mà. Đào cổ. Tới mai nè, mai vàng. Mai vàng 5 cánh. Mà giờ chắc cái mai này chắc có mười mấy cánh rồi. Ồ, bông giấy này rực rỡ ghê chưa. Ở nhà ai có sân vườn lớn lớn á. Đó, mua về. À, vừa làm bóng mát, vừa làm kiển luôn á. Qua bên đây là khu hội chợ rồi. Mà lưu thưa coi chưa đã. Để giờ bữa đặt rập đi rồi bữa nay tôi mời anh chị chúng ta cùng đi khám phá ha. Đi thưởng lãm. Bữa nay người ta mới dọn ra đó mà mình
hỏi giá cả thì hơi ngại, bên Vi ngại tại vì ta không có để giá, mình hỏi kỳ quá. Đây là chúng ta quay trở lại rồi. Rồi thôi, chắc cái video clip hôm nay đến đây tạm dừng. Rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi, đồng hành cùng với Lâm TV. Nhân đây cũng xin kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bây giờ thì hẹn gặp lại trong những video clip lần sau.